Hi, xin chào các bạn quay lại channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tranh thủ giới thiệu về em Bettini. Thì không biết thì bên Việt đã có hay chưa thì mình cũng vẫn giới thiệu em nó. Vì em này có một bạn mua chỉ số khá là cao. À, cũng gần 11M rồi. Bullmon Bettini này là bullmon kiểu như bullmon dạng chiến thắng gì đó. Thì mình sẽ giới thiệu sơ lược đôi chút về em nó cho các bạn hiểu hơn. Rồi giờ mình sẽ đi sơ qua về bộ kỹ năng của em nó. Đây cũng có thể là một bộ môn có bộ kỹ năng uy lực kêu khá là mạnh so với tất cả bộ môn. Thì em này có anti nó lên tận tới 300 uy lực kêu. Thì em này sử dụng chính là Rit. Rồi, anti nó là hệ lửa giảm 1% death and arm sau tấn công. Rồi thì khi tấn công nó sẽ bị giảm à trong 3 vòng. Tỷ lệ đánh trúng của kỹ năng này là chỉ có 80% thôi. Nếu nó có bạn nó có hiệu ứng chiến thắng đó thì nó sẽ tăng 5% rít nộ đó các bạn, nộ và sát thương nộ sau 2 vòng, sau khi tấn công 2 vòng. Vậy hiệu ứng này sẽ không được thể xóa bỏ. Nó tăng kỹ năng bạo kích lên nè, nhưng mà tỷ lệ trúng của em nó chỉ có 80% thôi. Bishop à, sát thương hệ siêu nó cũng giống như anti thôi, nhưng mà nó sẽ tăng thêm tốc độ sau khi tấn công trong 1 vòng à, và không thể xóa bỏ. Ngay sát thương hệ điện. Em này cũng thuộc kiểu đa hệ đa đa kỹ năng rồi. Tính năng có bạo kích cao để có thể tấn công bộ môn đang bay. Nếu nó có hiệu ứng chiến thắng thì nó sẽ tăng 30% nổ lên. Rồi, lại tiếp tục một kỹ năng lửa nữa. À, xóa bỏ hiệu ứng giảm sát thương của Kyo nha bạn. Này là kiểu nó đánh xuyên luôn đó. Cũng giống như kiểu lửa kia thôi, mẹ được thêm là xóa bỏ hiệu ứng của Kyo, môi trường của Kyo. Rồi, quan trọng nhất là cái nội tại. Tăng tất cả các bộ môn đồng minh lên 5% sát thương bạo kích về tỷ lệ trúng cao, đánh đánh trúng cao tất cả bộ môn nhận được hiệu ứng chiến thắng sau khi tấn công và không thể xóa bỏ, tăng 2% cái lực kêu trong 5 vòng và có thể tích được 5 lần à. Khá là ngon đó, 5 lần là 100% rồi. Ồ, như vậy tăng đánh 5 vòng này được 100% elo kill rồi. Ồ, như vậy tính ra cũng khá là mạnh á. À, cứ mỗi lượt mà khi sử dụng các kỹ năng kiểu không gây sát thương nó thì hiệu ứng chiến thắng nó sẽ reset lại. Rồi, còn cái cuối là tăng 5% rít. Rồi, giờ tranh thủ test luôn nè. Rồi mình sẽ đi mình em nó luôn. Thì mình sẽ dịch kỹ năng của em nó, mình sẽ đỡ phần mô tả hoặc phần bình luận á, các bạn có thể đọc và theo dõi ở đó. Nếu bên bản Việt chưa có thì mình sẽ đỡ đó cho các bạn theo dõi và dễ hiểu để mình dịch tường tận hơn. Nhưng mình cũng không giỏi tiếng Anh lắm, chúng chỉ dịch sơ sơ vậy thôi. Rồi xí, à, từ từ, xí nữa sử dụng cái kỹ năng giết sau.
À, kỹ năng tấn công nhóm. Ồ, tất cả kỹ năng nhóm không? Chỉ có kỹ năng hệ siêu này là tấn công ấy thôi. Khi sử dụng nhất thì nó sẽ tăng lên 100% này chúng. Wow. Có thử y lực kêu 300 như nó cũng như thế nào. Có biểu tượng chiến thắng gần bạn. Chưa chưa kịp gì hết, chưa kịp gì hết. Gặp ngay team Ocha luôn à, Ocha hấp 3. Không biết em nó có trụ nổi không? Team Ocha này cũng 9M. 9M lật chiến. Rồi, để mình thả xem con ấy nó có chết được không. Không chết nổi. Đồ. Đánh không thăm em nó luôn. Rồi kỹ năng hàng lửa nào, một phát ra đi nào. Ủa sao hình như nó không bị khó cái anti ta. Rồi, đây là kêu khá là mạnh. Ủa nãy hình như nó cũng có giảm tốc luôn kìa. Hình như nhà nãy mình có dịch thiếu thì phải. Rồi, nãy giờ mình cũng chưa sử dụng kỹ năng hệ siêu luôn. Rồi, để cái lượt này mình đánh thử. Gia giật điện một phát nào. Ô chua chua. Nha, buông mạnh đúng là đánh thấu khả biết đúng là càng mạnh không thể nói gì thêm. Hồi nộ thử nó có anti chết được cái con Uche không, Uche Sun không, đánh thử mình là bật Z nè, kỹ năng Z lên về anti. Rồi, để mình xóa cái khiên của nó này. Rồi, xóa khiên. Để chạm chạm lại nè. Giết nào, chuẩn bị thả kêu. Ucha sinh nó còn cái giáp ảo đó các bạn. Nếu không có giáp ảo là xong xong đời nó rồi.
Một hit là bay cái xe kho hô liền. Đâu không chết rồi à, thiếu khác bút lần tình nữa. Rồi sống xanh thì khỏe rồi, chủ yếu quan trọng là xanh thôi. Ồ không chết, không chết luôn. Em hốc ba cứ đánh cũng gây ức chế nha. Không thể thi chết một phát chết một con mua này được. Đó, xong là bẻ là khỏe rồi. Bè hóc bè khó chịu. Đó, một phát là xong. Rồi ra đi một em. Rồi mình sẽ test lực của cho các bạn. Để mình test cái lực này mình đỡ auto luôn, coi thử anh đánh cái ổn không. Rồi nhé, lực này mình sẽ để auto cho em nó tự đánh. Thì khi mình đánh các chế độ sau này thì quan trọng là nhất là cái auto. Ăn không mà nhờ cái auto cả. Rồi mà em bằng lập chiến này. Rồi từ từ nha, nhẹ nhàng. Ôi em đã không sử dụng kỹ năng ghét luôn kìa. Nhanh tí nào. Em đã sử dụng kỹ năng hệ lửa là chính. Về hình như em nó không sử dụng khi auto, em nó không tự kích hoạt kỹ năng Z của mình. Thì bình thường sẽ có như kiểu Lugia thì nó sẽ kích hoạt kỹ năng Z ở anti, vài con như BR bá chủ thì nó cũng sẽ kích hoạt kỹ năng Z ở Q-Boot của nó. Thì này thì không. Ồ, nhanh gọn lẹ luôn các bạn. Rồi, hôm nay thì mình chỉ giới thiệu nó đến đây thôi. Nếu các bạn nào cần thông tin chi tiết hơn thì mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn ở phần bình luận. Các bạn có thể gì thắc mắc thì có thể comment phía dưới thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video sau.